giật cái nồi rung ra đầu rần cái xe luôn, nó bị cái cục kéo máy chạy lâu quá. Là nó anh chạy anh kêu quét ác nó hả, đúng không anh? Ghi ốc gì ở đây nó xúc cái lửa gì đó, nước giống nó không nó kêu chặt đó. Rồi ngồi lại bắt ốc này thôi. Cái chiều máy rồi nhúng rồi kêu ép. Hôm trước là nó đang bình thường à. Còn cái anh bị cái cốt giữa anh trên Trần Quang Phải do họ thay cái cốt với bằng đạn bi bằng đạn gì đó. Dạ thì không biết là tháo ra cắm vô làm sao rồi họ... Đây thắt 300 mi cát đòi đó. Những cái cục này là nó bị hư hết nè anh em. Nó bị bể nè, đó, nó hết cái đầu đàn hồi rồi. Thấy không? Đây là cục máy nè. Máy là cái tâm này nó ngay nè. Thấy không? Cái đầu giãn cái đầu đàn hồi nó tốt rồi. Còn mấy cái này là đa số là bị hư nè. Này còn một số nữa là khách đem về đó chứ nhiều lắm, mình hai là mấy chục chiếc rồi. Cái này là bỏ luôn rồi, giữ làm kỷ niệm rồi đó. Đó cái cao su này là nó nằm ngay khúc này nè, là nó giảm cái độ rung từ cái động cơ lên cái sườn á, bởi vì mấy cái thắt 300 với thắt 350 rồi nó chạy cảm giác nó im hơn. Còn 150 với mấy cái xe nhỏ nó rung hơn, nó im nữa nhờ cho cái này nè. Nhưng mà cái xe này chạy đi thời gian lâu rồi nó bị chai á, này mình thay mới mình cục nó là cao su giảm chấn á. Đây ba bộ nồi SHI, SH300 với lại VET3 thì làm lại nồi xong. Đây phay ảnh bi nè, vẽ độ vớt ra bài. Cái dây con rô nó mở cái này luôn, màu xin nó lên tới đây là đứng nha. Làm chuông nè. Ai lọc gió được chơi luôn, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn. À. 300 mi thật ấy với bà gió diêm thì nó bằng giấy, nó không có đủ gió, nghĩa là nó hao xăng rồi. Với nước chơi thì nó hao xăng đó, tất cả vay ảnh bi bẻ đồ dớt theo bài hết. Thấy vậy nè, bây giờ mình ráp vô xong mình test cho anh em xem nó khác biệt nha. Đây 300 đây làm nồi lọc gió rồi, lại thay cái chưa ngâm là 180 luôn. Rồi thay cho xe cho máy lọc gió với cái này. Rồi, xe này nha. Mà nó mở tua ra đây luôn. Mình lắp cái nồi mình test cho anh em xem nha.
tua. Đây, tiếp tục công việc cùng anh em nha. Hơn 300 cặp bếp bà mình mua. Cặp ở dưới là 310 đồ. Xe trong nhà đang dọn ở đây. Xe cho anh em nha. Thank you.